Có tin đồn bên trong giới đầu tư của chúng ta, tình hình tài chính của chúng ta đang xấu đi hả? Nó đang lan rộng khắp nơi sao? Được rồi. Nếu tôi biết chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho ông. Em đang định chơi trò ghép đôi anh thế sao? Ghép đôi hả? Ừ. Anh không thể ở như thế mãi được. Anh ấy nhìn như là trai chưa vợ, chứ thực ra từng có một đời vợ rồi. Một đời vợ à? Hay là con ở đây với dì nhá? Không thích. Dì định bắt cóc con hả? Không đâu. Bà nội nói là dì sẽ đến và bắt cóc con đi khỏi bố mẹ con.